Em xin kính chào quý anh chị. Sáng nay trời mưa quá anh chị. Hôm qua em bón qua số ít thứ hai, thứ ba, số ít nha anh chị. Thứ hai, thứ ba số ít. Hôm qua bón một ít luôn rồi, bây giờ còn cũng không bao nhiêu thôi anh chị, mấy tạ thôi, chứ không nhiều. Đó mà mấy cái này cũng có bón ở trong này rồi nè. Thôi. Rồi thì. Nay mình bón cái đài Đắk Lắk nha anh chị. Đó, cái đài Đắk Lắk nè. Ngày 29 tháng 8 nha anh chị. Này thứ ba nha anh chị, ngày thứ ba nè. Ngày 29 tháng 8 thứ ba nha anh chị. 41 nè. 4541 là cái tập con cá trắng nha anh chị. 14 này con mèo nhòa. Đó, con mèo nhòa nha anh chị. Rồi con không nam. À, không nam là con trùn nha anh chị, con trùn để hư. À, con tôm tóm là con thỏ nha anh chị. À, anh chị thấy nhim bô nghe là con thỏ nha. Đó. À. Rồi tiếp theo chim bãi là con hoạt nha anh chị. À, con hoạt là con lọt đài rồi đó nha anh chị. Đó. Rồi con 23. Để coi. 23 là con khỉ nha. Đó, anh chị thấy con khỉ gì đó liên quan tới con khỉ mình mua nha. Rồi con 27 đây. 27 là con rùa nha anh chị, con rùa. Con 36. 36 là con bò vái nha anh chị. Rồi. Quá. Dạ còn số nhiêu á? Qua cô chị đi mua 300 ngàn. Rồi mua thêm qua bên này nữa, này nó hết số. Cho đưa ít cho mấy ngày này em ít số nè. Thứ năm mưa, thứ bảy chủ nhật em có nhiều số. Rồi ít số lắm. Do mình bón mình nghỉ lâu quá nha anh chị. Ngày xưa mình bón rồi mình nghỉ 7-8 năm. Đó. Ngày xưa mình chưa có vợ, mình dưới xe mình bón luôn nha anh chị. Rồi bây giờ mình có gia đình đó là mình bón lại cho vợ con nó bón cho vui. Vừa hay mình cũng thích mua dây số hàng ngày, bón bao nhiêu là đa số là mua nhiều. Đó. Cho nên là cũng rất là ghiền dây số nha anh chị. Nên mà bón dây số lại, kệ nó bón kiếm gỗ đâu, chứ không có gì, quay YouTube nữa, chứ không biết. Và quay YouTube cũng cực lắm. Quay, nếu mà đi quay miết thì bỏ tiệm. Cho nên mình thấy mình quay dây số cho anh chị xem cũng được. Đó, ai mua thì cũng mình cũng kiếm chút lo gộ thôi. Đó. Cả nhà anh chị hôm nay số nhiêu thôi. Đó, còn số ngày mai xíu nữa qua lên nha anh chị. Xíu nữa mới đem lên. Rồi. Rồi đây. Rồi thì cũng như thường lệ nha anh chị. Zalo của mình đây 0968634712 đây. Đi băng nha anh chị. Hội đi băng 45 màu 220 5273226. Rồi tên là Viên Ngọc Tài nha anh chị. Có anh nên vô cho mà cái kiếm số này mới đi anh chị. Kiếm số này không có này anh đi lên kia anh mua. Thằng chút cũng có chỗ bán nha anh chị. Rồi. Rồi thì video đến đây em quay cho anh chị cô bác mình xem. Cái này mình cũng xin tạm dừng nha. Rồi chúc cho anh chị cô bác chiều hôm nay mua tại dây số ở đâu cũng được. Đó. Anh chị được may mắn phát lộc phát tài, còn anh chị thích những cái tài số nãy em đưa lên thì anh chị hãy nhấn máy điện thoại cho em, các bọn Zalo em chụp hình gửi dây số cho anh chị nha. Thôi thì em cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều. Anh chị nếu như thích những cái video mà hàng ngày mà có thể mình mua dây số thì anh chị bấm đăng ký vô để mình nhận những cái clip mới nhất hàng ngày em ra nha anh chị.